Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2024 là ngày đầu tuần. Con xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn an lành, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Con đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi mà cách đây một tháng, các thầy đã sử dụng những căn rạp che bạt dựng lên để tổ chức khám bệnh cho bệnh nhân trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì ẩm ướt, lầy lội. Những cơn gió chướng mùa này ở đây cũng tấn công dữ dội, làm nhiều lần tốc mái, các đồ dùng, thiết bị y tế ngã đổ vì những cơn gió đi qua. Thế nhưng lạ thay, hơn một tháng qua, mà những căn rạp che bạt như thế này lại chưa một lần bị đám mưa lớn nào. Bầu trời cũng xuất hiện nhiều đám mây mù mịt, nhưng mưa lớn ở nơi khác cách đó vài cây số, chứ không mưa ở đây, chỉ vì cơn mưa nhỏ mà thôi. Nếu thực sự xảy ra mưa lớn, chắc nơi này lâm vào hoàn cảnh khủng khiếp lắm. Đây cũng là một cái điểm may mắn làm truyền thông Thành Võ phải suy nghĩ. Hay đó là ý của Chúa, của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đã ban hồng ân đến các thầy, các bệnh nhân và tất cả mọi người đang hết lòng hết sức để xây dựng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Từ khi mà phòng khám có sự cố thì các bệnh nhân thì cũng lo lắng nhiều, nhưng điều cũng trong thời gian đó thì các thầy cũng động viên các bệnh nhân, rồi các thầy cũng khắc phục lại được những cái phòng khám chuẩn bị tiếp tục, thì các bệnh nhân rất là mừng, phấn chấn hơn. Cái chương trình của Cha Tường ngày xưa thì tôi chỉ nghe nói lại thôi, là Yêu Thương Cho Không, mà đã đào tạo mấy ông thầy đây, cả nhân viên trong cái phòng đông y đây. Mà sự thật ra thì trong khi phá ra rồi á, tôi thấy tôi cũng xót lắm, cũng hoang mang lắm. Mà cái điều trị này do cái tinh thần á, mà nếu mà tinh thần không ổn định á, thì điều trị nó cũng chậm lắm. Mình thấy cũng hơi hoang mang mà thấy cũng uổng. Bởi vì nếu mà mình không có phá vỡ á, mà tưởng gì phá vỡ cũng đâu có làm gì đâu, phá vỡ bỏ này rồi để xây dựng lại là tội nghiệp cho những cái người bị bệnh thì họ hoang mang, còn những người mà hỗ trợ, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm là làm như vậy thì không biết họ nghĩ sao. Cái đó là chuyện mình thấy đây thì mình thấy rất xót, nhưng mà còn cái người phá vỡ thì mình không biết như thế nào, tâm họ nghĩ sao mình không hiểu. Kể cả tôi có lên mạng coi thì có một số người ta nói ra nói vào thì mà mấy thầy thuốc bên đây thì cứ lẳng lặng làm tin không có gì. Thì theo tôi nhận xét đó, họ nói nhiều thì họ mang khẩu nghiệp nhiều. Vì nói chung ra tôi bên tôn giáo đạo Phật thì tôi nói theo cái vấn đề nghiệp lực đó, thì cái khẩu nghiệp nhiều, còn mình cứ việc là ai biết đi việc phải cứ làm. Do đó mà mình thấy cái cỡ mà bên đây nghỉ đó, sự thật tôi cũng qua bên kia hết mấy bữa, bởi vì bên đây nghỉ thành thử tôi phải qua bên kia khác. Nhưng mà rồi tôi bên đây giờ làm trở lại thì dựng lên cái trại, tôi vẫn trở về để khám lại bên đây. Hôm nay mới sáng đầu tuần mà nhiều bệnh nhân mới đã đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy để được gặp mặt thầy Nguyễn Tấn Thanh và được tư vấn về căn bệnh ung thư cho bản thân. Với kiến thức được cha Pêrô Nguyễn Văn Tường huấn nhục từ nhỏ, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã tham gia tư vấn cho bệnh nhân rất cụ thể, khá bài bản, cũng dựa trên các kết quả chẩn đoán của các bệnh viện để giải thích cho bệnh nhân. Cụ thể là giải thích cho các bệnh nhân chỉ số bệnh án, vị trí ban đầu của khối u ác tính, sau đó nó sẽ di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không có một trong những biện pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả kịp thời để chặn đứng tế bào ung thư,
Và nơi phòng khám, cha Tường yêu thương cho Không và các thầy thực hiện phương pháp là bỏ đói tế bào ung thư bằng biện pháp y học cổ truyền, áp dụng ăn cháo nano, uống thảo dược nano. Bệnh nhân được các thầy diện chẩn hàng ngày, giữ gìn các phác đồ, hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường trên tinh thần yêu thương cho Không. Đây là công trình được cha nghiên cứu hơn 20 năm và đã huấn nhục truyền đạt lại cho các thầy. Công trình này rất hiệu quả, đã cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư từ ác tính chuyển sang lành tính, từ mọi sinh hoạt như đời sống thực vật chuyển sang cuộc sống bình thường để hưởng thụ cái hay, cái đẹp ở cuộc sống trần tục này. Ngoài kia, công trình phục dựng phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy vẫn thực hiện để sớm hoàn thành công trình của trái tim yêu thương của cha Pero Nguyễn Văn Tường và các thầy. Những cây cột sắt trong hệ thống nhà tiền chế được dựng lên trước niềm vui chung của các thầy, các bệnh nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước. Một công trình là biết bao mồ hôi, công sức và sự đóng góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề, nhằm tạo sự gắn kết gần gũi giữa người bệnh, người nuôi với các thầy, đồng thời góp phần xây dựng uy tín cho phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong việc hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho Không, ăn cây cỏ mang hạt giống, bằng phương pháp áp dụng công trình nghiên cứu của cha Pero Nguyễn Văn Tường là ăn cháo nano, uống thảo dược nano và tuân thủ các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha và tiếp thu một cách nghiêm túc lời khuyên của các thầy để vận dụng cho đúng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư. Thay lời cảm ơn của các thầy, Truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, bệnh nhân, người nuôi và chính quyền địa phương đã đồng hành cùng sự phát triển của phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy. Thay mặt các thầy, Truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, Truyền thông Thành Võ rất biết ơn và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho Không mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, Truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó
chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.